Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hôm nay là ngày mùng 9 tháng 6 năm Canh Dần. Giác Nhàn cùng phái đoàn ở Việt Nam và các vị ở Đài Loan có mặt tại nơi Hồng Kông này để đảnh lễ Hòa Thượng Tịnh Không. Ngày mai đoàn chúng ta sẽ lên cúng dường và đảnh lễ Hòa Thượng Tịnh Không. Pháp Sư Ngài đang ở tại nơi Hồng Kông này. Hôm nay lần thứ hai Thầy đặt chân ở tại Hồng Kông, được cô Đông, rồi cô Hậu, một số các sư cô, rồi chị Nhung, tất cả Phật tử ra đón Thầy tại sân bay Hồng Kông này. Hôm nay chuyến đi này rất là ý nghĩa, và Phật tử có duyên rất là may là sẽ được gặp Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư mà Thầy đã hằng mơ ước từ bấy lâu. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 7 2010, đoàn của Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng, cùng với các vị ở Hoa Kỳ, ở Đài Loan, Hà Nội, Sài Gòn, kết hợp để qua Hồng Kông. Đây là chuyến thăm lần thứ hai Thầy qua Hồng Kông. Lần thứ nhất cũng có mặt tại đây quay một đoạn phim làm tư liệu không thành. Lần này chắc là sẽ thành tựu được cái đoạn phim này. Và giờ đây là 1 giờ 2 phút giờ Hồng Kông. Giác Nhàn cùng tất cả phái đoàn chuẩn bị được vô bái kiến đảnh lễ Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Giờ đây mọi người có mặt tại nơi căn phòng ấn tống băng sách chuỗi hình Phật miễn phí của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư tại nơi Hồng Kông này. Hôm nay thật là nhân duyên đầy đủ, thù thắng và di diệu là tất cả mọi người đến Hồng Kông với thời tiết hôm nay tuy rằng có mưa phùn nhưng rất là mát mẻ, và đồng thời cả đoàn rất là hoan hỷ và hân hoan đang chuẩn bị được bái kiến đảnh lễ Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư. Giác Nhàn đã thao thức mơ ước từ lâu, và tại Pháp Hội cũng thường xuyên hàng ngày hàng đêm đảnh lễ Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư. Theo như trong kinh Phật dạy, nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại, tương lai, nhất định thấy Phật. Thầy áp dụng theo cái phương pháp này là nhớ Hòa Thượng, đảnh lễ Hòa Thượng, thì hiện tại này sẽ đầy đủ nhân duyên gặp được Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư. Thì hôm nay đầy đủ nhân duyên này, tất cả mọi Phật tử, nhất là Phật tử ở Hồng Kông, nhất là gia đình của vợ chồng anh Đông, đã nghỉ công việc làm, đưa Thầy đi trưa hôm nay dùng một buổi cơm với Hòa Thượng Tây Đức. Và giờ đây tất cả mọi người đặt chân nơi tại Hồng Kông và có mặt nơi tại nơi đạo tràng mà có Hòa Thượng Tịnh Không. Đây là nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp mà quý vị đã gieo trồng, cho nên hôm nay mới đủ duyên. Và thưa quý vị, với đường lối của Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư, băng đĩa xin tặng miễn phí tất cả những văn phó phẩm, tất cả những phương tiện tu hành Hòa Thượng đều tặng miễn phí hết. Đây là căn phòng tặng băng sách kinh đĩa tượng Phật miễn phí. Chúc đỡ quý vị ra thì mọi người sẽ xin tặng cho quý vị. Lần thứ hai Giác Nhàn đặt chân nơi đất nước Hồng Kông thì lại được ngày hôm sau là đến thăm đến đảnh lễ Hòa Thượng Tây Đức và được đến đảnh lễ và thăm Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư. Đây là nhân duyên rất là thù thắng và hy hữu, và có những người rất nhiều lần đi tìm gặp nhưng không gặp được, cũng như Giác Nhàn mơ ước cũng đã 3 năm rồi nhưng mà chưa gặp được Hòa Thượng, nhưng hôm nay được gặp là do vợ chồng anh Đông cũng như là chị Nhung và tất cả mọi người sắp xếp cái chương trình để Thầy đi gặp đảnh lễ và cúng dường Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư. Và thưa quý vị, giờ đây chuẩn bị chúng ta vào đảnh lễ Đại Lão Hòa Thượng thì có một cái nhân duyên là đứng tại nơi cái căn phòng thờ một cái bức tranh đứng gần bên Giác Nhàn. Đây là bức tranh mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư mặc bộ y theo cổ Tịnh Tông và thờ Đức Phật, Di Đà, Đức Quan Âm và Đức Địa Tạng
nơi chơi bàn thờ là đứng sau lưng quý vị. Bên kia có thờ bà Hoàng Quán Trưởng, là bà đã nuôi và trợ duyên cho Hòa Thượng 17 năm ở trong căn nhà của bà để Hòa Thượng để mà nghiên cứu, để mà giảng kinh. Và bên cạnh bên trên nữa đó là hình của Ngài Hạ Liên Cư mà hội tập cái bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Và thêm một cái hình kề nữa là cái hình của Trương Gia Đại Sư, là một vị long tượng, một trong năm vị long tượng trong Mật Tông mà Hòa Thượng Tịnh Không cũng có học. Và nhất là một vị Lý Bỉnh Nam, tức là một vị mà đệ tử của Ấn Quang Đại Sư đã dạy Hòa Thượng Tịnh Không trên 10 năm về giảng các bộ kinh về tịnh độ. Ngài Lý Bỉnh Nam là một vị cư sĩ duy nhất đệ tử của Ngài Ấn Quang Đại Sư mà Ngài đã biết trước 3 tháng mà được vãng sanh. Đồng thời bên cạnh đó cũng có thêm một vị nữa, đó là giáo sư Phương Đông Mỹ dạy về triết học cho Hòa Thượng và nói một câu rất là hay: học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Hôm nay tại nơi căn phòng rất là trang nghiêm và thanh tịnh này, lần này thầy được đến tại nơi Hồng Kông và đang có mặt tại nơi pháp hội của Hòa Thượng, là chuyên tặng băng sách kinh miễn phí. Giác Nhàn đứng nơi đây cảm nhận được cái từ lực của đạo tràng chuyên tu. Tầng trên hết là chứa kinh điển, thêm một tầng nữa là Hòa Thượng giảng, và thêm một tầng nữa là để quý vị tu. Thì chiều hôm nay chúng ta sẽ được tu ở tại nơi đạo tràng này. Và Giác Nhàn khi đến đây trong lòng rất là nhẹ nhàng, hoan hỷ, thoải mái. Và đợt trước thì chúng ta không có nhân duyên, chưa đủ nhân duyên, và công việc chúng ta chưa có nhân duyên lắm, cho nên thành ra chưa có tu tập được bữa nào. Thì theo chương trình thầy sắp xếp, chiều hôm nay đảnh lễ Hòa Thượng và nghe Hòa Thượng giảng và cộng tu, và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục lên đây tu một ngày. Bây giờ cái năng lực từ trường của đại chúng ở đây chuyên tu, và hiện tại nơi này có một vị Bồ Tát sống đang ở tại nơi này, cái hạnh phúc và cái nhân duyên quý vị rất là lớn mới được gặp, chứ không phải dễ gì được gặp Hòa Thượng. Nói như vậy không phải là Hòa Thượng không cho quý vị gặp, như Ngài là một người có thế giới, đi khắp hết cùng các nước trên thế giới, cho nên chúng ta rất là khó gặp. Nhưng may thay với tâm nguyện Giác Nhàn tha thiết đảnh lễ nhiều năm, cho nên hôm nay quý vị cũng được cái nhân duyên đi với Thầy qua để mà bái kiến và cúng dường đảnh lễ một vị Bồ Tát sống. Và đây là một cái điều mà Giác Nhàn mơ ước bấy lâu nay, hôm nay mới được thành tựu như thế này. Thì được một cái nhân duyên rất là thù thắng, là khi dùng cơm với Hòa Thượng Tây Đức vừa xong thì lên thời gian chưa đến để gặp Đại Lão Hòa Thượng, thì chúng ta có một cái thời gian ngắn để đứng đây làm một đoạn phim video clip, để về thầy sẽ dựng một cuốn phim này cho tất cả mọi người Phật tử ở Việt Nam không được may mắn đi chung với chuyến đi với thầy. Và những Phật tử này sẽ được may mắn là coi lại những đoạn phim này, tùy hỷ công đức quý vị cũng được công đức rất là lớn. Thì thôi giờ đây thầy cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư cửu trụ 100, 150 tuổi, để Ngài ở nơi này để mà hoằng truyền về pháp môn tịnh độ, để tiến đưa nhiều nhiều người hơn nữa được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Và cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo ngay nơi linh thiêng của nơi năng lực từ trường này gia hộ cho đoàn chúng con được đi chuyến đi đi qua Hồng Kông để đảnh lễ Hòa Thượng, và mùng Chủ nhật tới chúng tôi sẽ chia sẻ với Phật tử Việt Nam ở tại Hồng Kông về pháp môn tịnh độ và kinh nghiệm trải nghiệm được đi thành tựu viên mãn trong chuyến đi này. Đây là điều mà thầy mừng, thầy sung sướng vô biên cùng tận. Thầy hồi hướng công đức này cho tất cả các vị Phật tử Hồng Kông phát Bồ đề tâm tinh tấn tu hành, một đời này noi theo bước của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư, nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu, một đời này mở mắt thấy Phật về cảnh giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Nam mô, một đời này mở mắt thấy Phật về cảnh giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng con đã nghe bằng thuyết pháp của hòa thượng được nhiều năm. Của mình thì nghe tờ VCT, hay ở VCT hình to nhỉ. Hôm nay chúng con ở Việt Nam được đại sự nhân duyên đầy đủ, được gặp và bái kiến đảnh lễ hòa thượng. Chúng con đã nhờ sự chỉ dẫn của hòa thượng mà chúng con biết đến pháp môn Tịnh Độ và nhất hướng chuyên niệm vạn đức hồng danh một đời cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. 是老法上的恩德，我们才知道那个念佛法门很好的，所以现在一心一意的这辈子一定的跟老和尚学的，念佛法门也求生净土。Theo như lời dạy của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, một đời này phát Bồ Đề Tâm, tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ và niệm bốn chữ A Di Đà Phật để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. 跟着你这辈子，那个专修的，专练的一部《无量寿经》，还有那个念佛求生净土。 Tại nước Việt Nam đã nghe băng đĩa của Hòa Thượng được dịch sang tiếng Việt rất là nhiều. Phan Nhi sẵn nghe nản, hình to. Tại Pháp hội chúng con có thành lập một đạo tràng một tháng bốn kỳ, một kỳ khoảng 1.000 người. Thường trụ tại Pháp hội chúng con là 100 người một ngày tu 10 tiếng để cầu nguyện vãng sanh. Và tại Pháp hội có lập một cái phòng vãng sanh tiễn đưa được 6 người vãng sanh Cực Lạc. Trong đó có thân phụ là bố của chúng con cũng được vãng sanh. Giờ đây chúng con kính cung thỉnh Đại Lão Hòa Thượng khai thị về niệm Phật vãng sanh và những tiêu chuẩn gì được vãng sanh. Trung tin Đại Lão Hòa Thượng chính là mình thế này nó cơ khai sư kể của mình chưa tao nó cơ lên bỏ và mình giác sổ mòn lên y tinh giao vãng sanh. A Di Đà Phật. Thank you.
Rồi trên máy vi tính nó rất là nhiều, cũng có thông dịch ra thông thường. Mấy năm nay là rất là tiến bộ về thông dịch về qua tiếng Việt của mình á, rất là thông dụng rất là nhiều. Pháp sư nói là pháp sư cũng tin tưởng là các vị cũng biết qua của pháp sư Ngộ Thông. Chúng ta澳洲去访问，澳洲。欢迎。去到澳洲去访问。好，来，给你台，来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 ，
mình ở gần đó cái niệm Phật. Hòa thượng nói là niệm Phật rất là tinh tấn, hòa thượng rất là cao mừng, rất là vui mình qua nãy luôn. Cảm ơn những người các sư chỉ thị đạo trưởng. Niệm Phật đã có nhiều người hoàn thành thành tựu, cái này là chứng minh cái sự việc là thật. Hòa thượng nói giống như là đạo tràng của thầy đó là niệm Phật, rất là nhiều người được giảng sanh, vậy là cái sự việc niệm Phật là thật chứ không phải là giả. Pháp sư nói là mấy năm nay là pháp sư nói là kinh Hoa Nghiêm nhiều năm nay mà chưa có xong, bây giờ pháp sư đình lại cái kinh Hoa Nghiêm đó. 那么我们今年用这一年的时间来讲无量寿经。哦，法师，那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 
Hòa thượng nói là kinh Vô Lượng Thọ này hòa thượng đã nói qua 11 lần, 10 lần, lần này là lần thứ 11. Lần này hòa thượng giảng là của hòa thượng của Quỳnh Niệm Tổ từ hòa sư là cái dịch giải của hòa Quỳnh Niệm Tổ đó. Yeah. Cái bổn bản cái văn bản đó là của là Hạ Liên cư cư sĩ là triệu tập hội tập đó. Hội chỉ là phi thường hảo, chưa chưa sự 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 Đại Tạng Kinh lý miền ngũ trung nguyên ý bản đệ chí đa thành, à, hội chỉ là thay hảo. Nói là cái bộ kinh này hội tập đây tam năm bộ kinh của Tịnh Tông là gồm có trong đây hết đó, đầy đủ hết luôn á. Nói để cho người mình tu niệm Phật đó là tốt nhất đó, là cái tụng của bộ kinh này là tốt nhất. Nói là tất cả mình cũng được có phúc báo đó, đệ tử là được phúc báo mới được được tụng cái đọc cái bộ kinh này. Hoàng Niệm Tổ là sư. Sư Hạ Liên Cư là học sinh, học sinh của Hạ Liên Cư. Ngài đã giảng sanh rồi. Nói trước khi giảng sanh rồi mà lúc đó là hả một ngày niệm 14.000 vạn câu niệm Phật.
Cái này là lão sư nữa, là thầy thầy của vị triệu tập cái bộ kinh này á, là cũng như là giao lại bổn phận đó để cho thầy đó nhà. Nói là vị đó là bạn của thầy á, à, lúc đó là đang cái thông dịch đang làm cái bộ kinh đó là cũng như là không có được là mạnh khỏe đó. Hòa thượng nói là hy vọng tất cả mọi người đều phải học tập cái bộ kinh này để cho biết cái cảnh giới của cực lạc. Cũng như là phải học tập làm sao để cho thật sự là được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, phải đọc tụng kinh. À, tụng kinh mới biết cái cảnh giới. Hiện tại cái thế giới này tai nạn phi thường chi đô. Và thường nói là khắp trên thế giới tai nạn rất là nhiều. À, chi đô, cái khoa học gia cùng với dự đoán gia đều nói rằng cái thế giới này sẽ có nhiều rất nghiêm trọng cái tai nạn. Và thường nói là tất cả bác học rồi, đại học gia rồi nói là thế giới của mình sau này có cũng như là rất là lớn nhiều cái tai nạn rất là lớn. Cho nên chúng ta vì cái tình hình này mới Hoa Nghiêm dừng lại, chuyên môn để học. Cho nên hòa thượng mới ngưng cái kinh Hoa Nghiêm lại rồi giảng cái kinh Vô Lượng Thọ. Hòa thượng nói nếu mà tai nạn có tới mình cũng không có nên sợ sợ. Chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc. Chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc. Cái thế giới này không có nên lưu luyến, không có nên liên tiếp. Vì vậy, chúng ta mỗi ngày phải có một cách tưởng tượng. Mỗi một ngày mình phải có một cái. Là tôi đời sinh cuối cùng một ngày. Nói cũng như là coi như ngày hôm nay là ngày cuối cùng của đời tôi, cũng như cuối cùng cuộc đời của mình, thành ra mình mới tinh tấn niệm Phật. Nói như là hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình hôm nay mình chết rồi, mình có gì nữa đâu mà để làm. Bây giờ chỉ có niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi. Đối với thế giới này không có nên một chút nào mà cũng như là cùng tham lam tham chấp hết trơn liếm tiếp đó. Yên sinh chuyên niệm A Di Đà Phật. Một lòng một dạ nhất tâm niệm Phật A Di Đà. À, nếu mà có thời gian thì sao? Chế bộ kinh có thể nghe, chi ta đều bỏ qua, đều không phải trọng yếu. Chế bộ kinh quan trọng yếu, niệm Phật quan trọng yếu. Nói mà có thời gian thì nên coi cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này với niệm Phật thôi. Ngoài cái đó ra không có nên, không có cái gì mà quan trọng hết á, không có coi cái gì nữa hết á. Hòa thượng nói là nếu mà muốn học cái gì đó về thế giới cực lạc là học với Phật Di Đà. Hòa thượng nói hy vọng là sau này tất cả mọi người đều gặp nhau trên thế giới cực lạc. A Di Đà Phật, chúng con ở nước Việt Nam một dạ chí thành
cung thỉnh Hòa Thượng một lần chấm tích quan tâm về nước Việt Nam cho chúng con được nhiều lợi lạc thêm. Tại vì thầy Ngộ Thông mới biết nói tiếng Việt. Dạ. Tại vì xem dù dù chuyện nó cơ u không nó cơ không dù xin tha thì tao chẳng vô rồi. Hòa thượng nó lại dẫn ngài Ngộ Thông đi rồi. Ngài Ngộ Thông phong dịch cho hòa thượng.我们这边地方很小，状态不周到，请大家包涵，谢谢大家，非常感谢。好，我们先让师傅过一下。 我给他安排，我等你们哈。<笑><笑> 他甚至在老和尚，他说他想去那个国外，在那个新加坡、台湾、香港，再多学习的你们这个念佛法会的。 Khi con đi vào các tịnh tâm học để cho con có thể cộng đồng phục với pháp y các vị pháp sư. Thầy sư xin vinh niệm so, thầy giáo sư họ kinh tham mình cha
bên sẽ chỉ khởi bức khởi gì son thì mình tờ di phủ di văn tờ diễn sơ được á thầy, được á thầy. Việt Nam về cái pháp môn của hòa thượng thì rất nhiều người biết đến. Bây giờ Việt Nam muốn mở tịnh tâm học hội thì bây giờ cần những điều kiện gì? Phải sư, nó cơ sư phụ trai quân cho, ví dụ mình Giang Nam hiện tại hình to đến tu kinh này, trẻ tới cơ lên phó mà mình hình to. Cơ sư mình na bên hải mới dụ chuyên trung sẽ huy, nó cơ sư phụ sẵn trai ba nó cơ chuyên trung sẽ huy, giao dụ gì mà suy giao tờ hải, gì mà thẻo chen tờ. Có thể, tôi tự mình làm được. Dùng chen tờ. Thưa phụ nói là hả, được hết, không có cần cái gì hết, tự mình giải quyết và làm. Con in cái bộ kinh Vô Lượng Thọ của ngài Hòa Niệm Tổ dịch được 170.000 bộ. Tha số tha nó cơ in nó cơ ủ lan sâu chuyên này nó cơ bản bình à là ở sang tập bản bình xung kỳ đến cha sửa si quan nó cơ bu là xung su chi rồi. Tha hình dạng mua là ở sang à tha chuyên hình to sư tôi dạy leo lại cho liệu xem của tao tha chuyển chỉ then tôi sư của chào tha mỹ then tôi hò y sĩ chàng và số tha số mỹ then lem phỏ bay phỏ hào là à chung quy na bên bay là ở sang tôi kỹ này cha sửa tha khởi gì trên thao tao nì hả hiện tại Việt Nam không có sự dùng ý chương không nè bên Việt Nam bữa nay rất nhiều đạo tràng tu theo cái phương pháp của hòa thượng tha cho hồi xin tao mình nghe ảnh dân tờ thay to tờ kinh chữ này nó cơ chào bu giao siêu kinh này di gian tờ số gì tha siêu quan so giao ban nó cơ chuyên trung sẽ huy nếu mà mình nghe ảnh tôi hại mỹ con ngưỡng mộ hòa thượng và ngày nào con cũng lạy hòa thượng hôm nay con mới được gặp tha so tha mỹ then tu bay phỏ du bay là hở sang sải hỉnh chiều là chơi xưa sải trên tao là hở sang tha thai cảnh tung rồi chỉ như cái cơ 怎样做净宗学会，让他跟不同师联系就可以。好，不同师会教给他。thầy hòa thượng nói nếu mà thầy muốn thành lập tịnh tâm học hội thì phải liên lạc với thầy Ngộ Thông mình. Bên Việt Nam thì tụi con giảng sanh thì chưa có biết ngày giờ nhưng mà thọ tướng tốt rất là nhiều khi đi hộ niệm. Thầy sư cho tha nó cơ na bên tờ tao sàng hò dù liêu cơ dù chinh chân chân tờ dù hoàng sân bư chứ tao mỹ dù y chư sử chư cơ sư tao hoàng sân dù sơ ly chừa là thằng này con chỉ nghe một đĩa hòa thượng Tịnh Không giảng thôi không có nghe những đĩa gì khác tha so tha sủng lại chứ dù thiên niệm tờ chẳng chim mỹ dù thiên bẻ tờ cái niệm y chờ vô di văn tờ con tính hòa thượng như vị Phật sống tha so tha hình chinh chinh này học sáng nó cơ A Di Đà Phật, hàng ngày con chỉ tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, không tụng kinh gì khác. Tha số tha chỉ dụ lên nó cơ ủ đang sâu chiên kinh lên phở gì sửa là nó cơ tô mỹ dụ. Con chỉ có niệm theo y như tịnh tông bốn chữ và quyết một đời này về vãng sanh Cực Lạc. Tha số tha chơi bi chữ chơi hảo hảo kinh là hở sang giao tu tôi với tiền trung sinh ở sẽ giao sư chỉ giao hoàng sinh chỉ lơ sư che. Hôm nay con rất là vui mừng khi được đảnh lễ hòa thượng. Tha số tha tin thai cao xin hãy dù thai cảnh tung là đứng trên tao là hở sang rồi tha cho mạnh yên là. Hòa thượng nói tất cả tốt. Con thao thức muốn bên Việt Nam có một cái tịnh tông thì con sẽ liên hệ với pháp sư Ngộ Thông. Tha số tha chân tờ hẳn sàng nó cơ trai gia nạn ban nó cơ chim sông sẽ huy số gì trên trai tha giao thiên là hở sang so giao lén lo nó cơ u không là con đi khắp các nước rất nhiều lần và qua đây một lần cũng không gặp hòa thượng hôm nay con được gặp con mừng lắm và con về đi theo lời hòa thượng chỉ dạy. Tha số tha thì chính hình to xưa sẵn trên này cơ xưa yên vậy mới hiểu chi chủ chơi xưa hiểu chi chủ là tha hơi hình quay quay từ thiên này từ hoa giao treo trần gian hay giao trần gian cho xe xe này âm thi thở phở là ở sang cảnh xe này tha thay màn yên là ở sang xe xe này âm thi thở phở
他说的歌是越南的礼物了，虽然没有什么只讲出他的心意的，给您那个冷的可以用在脖子，谢谢了老和尚，感谢你，好，谢谢你，好，谢谢老和尚，他只有会讲谢谢，他现在跟我说，现在开始他要学中文。 Namah.